Clip này thì dành tặng riêng cho một ông anh. Cái hàng này thì hàng để cô của bà già em ấy, đi gom ở khắp nơi từ ngày xưa rồi. Có giao lưu khách về tận nhà thì bán mọi người nhé. Mấy hôm nay ốm quá không lên đi giao cho mọi người được. Hôm nay thì clip dành riêng cho ông anh hàng để cô nhé. Anh nhiều cầu nhiều quá. Và em cũng xin cảm ơn anh nhé. Những cái chiếc bình này thì nó cũng kiểu như là nó tựa giống nhau ý anh ạ, anh Long ạ. Cái này thì cao 15-16 đây. Cái này cao 34. Cái này là cái xanh như là đang bán là bao nhiêu giờ hợp lý cả. 285k mọi người nhé. Đây này, như cái này này cao cũng tầm hơn 30 này, em cũng bán là 285k mọi người nhé. Cái to này này, cái to này thì nó cao gần cao 1m6, à quên, cao 60 phân thì đang bán cái là 850, thằng vuốt tay đấy mọi người ạ, vuốt tay đắp tay. Cái hàng deco này mà ai thích mua về bày deco thì qua cửa hàng trực tiếp được, cửa xóm 5 Giang Cao. Em biết khi bán cái hàng này cù ấy, nhưng mà cũng khách người nọ người kia người ta thích, mỗi người một sở thích chứ làm sao mà cứ hàng cũ hàng cũ mãi được. Nhưng mà thực ra thì mấy cái bình deco này nó cũng mấy chục năm rồi, toàn là gom đi gom cũ của nhà ấy, gom hàng tồn ấy. Nó giá trị chỗ là nó thủ công và cũng lâu năm, mấy chục năm. Cái bình người này thế này, bình người này là 320.000 mọi người nhá. Ngày xưa làm kiểu mộc mạc. Cao 30. 320.000 có cái đĩa cá này. Nhìn trông vẽ kiểu như là ngày xưa vẽ kiểu trông buồn cười không? Có những cái hàng ngày xưa ở Bát Tràng làm cũng hơi mộc mạc trông buồn cười phết. Cứ làm thử ấy, xem thị trường người ta mua như thế nào, thị trường người ta có phản ứng như thế nào thì nếu mà tốt thì làm tiếp, còn không thì thôi. Cái bình méo méo này là bình nó bị đun trong quá trình mà lửa thì nó bị non lửa ấy, với cả xương nó non ấy thì là nó bị da trông méo méo, trông lại độc lạ mọi người ạ. Cái thì em đang bán 285.000 mọi người nhé. Cái này cũng thế này. Cái bình cái này thì cũng bán là cái này 320.000. Thằng vuốt tay làm theo cái kiểu cốc ấy. Nó khó hơn. Nói chung là những cái bình này nó cũng cứ dao động vào từ 300 đến 350 mọi người nhá. Nó cũng na ná giống nhau ấy. Nói chung là 300 đủ về. Có cái nào to quá thì giá nó cao hơn một chút mọi người ạ. Nó cứ tầm 30cm này, 30cm, 35cm đủ lại ấy, thì là em sẽ bán với giá là 35cm đủ lại thì cả hàng vuốt với hàng khuôn thì vẫn bán với giá là cứ tầm 350 đủ về mọi người nhé. Mọi người thích cái nào cũng được, cứ tầm kiểu như là bây giờ đo sen thì bán tiền đấy. Thích cái nào thì chụp ảnh lại xong em đổ vào gửi cho em nhé. Vì nó nhiều mẫu chung quá, bây giờ nhặt xuống mà cứ nó cũng không phải là cái mẫu gì nó độc lạ, nó dị quá ấy. Cái này cũng là đây, cái này cũng vừa tầm 320.000 này. Up sen này. Cái này thì hơn 100.000. Cái hàng này thì hơn 200.000. Tầm 28, 18 hay là 18 thì không là hơn 100.000, còn là cứ từ 35 thì xong rồi 35 đến 25 HD là từ 35 đến 25 HD, 35 đủ lại và 25 HD lên thì
thì đấy đâu trong khoảng ý thì nó rơi vào 250, 300, 350, không có cái nào 400 cả. Cái hàng này đấy như em bảo là bà già và hàng cứ đi gom khắp nơi về vứt ở đây tồn lâu rồi, ai thích cái kiểu hàng đi ra bát các thứ này về làm bát phở các thứ. Thì cái này thì hôm nọ anh Long anh hỏi này, nhưng mà nó lỗi của anh Long ạ. Long hết những cái hồ lô rồi, bị gãy gãy một vài chỗ, cái đắp đắp ở bị Long rồi chả rẻ, bảo ra em bán chả rẻ đâu, bảo chữ rưỡi tao bài ba một cái, con cao tầm 6-70 gì đấy, nhưng một cái thì không bán, nó lỗi. Có thể ai cũng thích chơi thằng lỗi đâu, có nhiều người thì người ta cũng thích kiểu như là cũ mà được, lỗi liếc một tí thì thời gian thì kiểu nhiều thời gian ấy mình đi cứ để ở đấy rồi cứ đi ra đi vào vậy. Hôm xưa này nói chung là bày ở một cái khu nhà nào mà nó tức là mình như bán này này thì khách cứ ra đi vào thì không tránh được cái tình trạng bị gãy kia các thứ ấy, còn mình ở nhà thì nó sẽ được cẩn thận hơn. Những cái đắp nổi thì mình về mình để ở nhà trưng bày thì cẩn thận hơn, có khi là chả bao giờ bị vậy gãy vỡ. Nó thực ra nó không dễ gãy dễ vỡ thế đâu, nhưng mà kiểu như là cứ cầm hàng với mọi người cầm xong rồi giơ ba vào thì nó mới vỡ thôi. Đấy, như cái bình sen này thì cũng dao động vào 320-330, cao cũng tầm 30. Cái hàng này thì không tránh được một ít lỗi đò mọi người nhé, một xíu xíu có. Cái này thì 150-200, cái này là hơn 300. Nói chung là quay xong rồi mọi người cứ đấy như em bảo, giữ lượng cái cm mà tính tiền thôi. Trong này thì cũng có những cái hàng mà cái bình hút lọc sen này này, Mancuban đắp sen này này, sen để đắp màu bánh mật này, như là màu mật ong ấy. Thì em này đang bán là 3.3. Cao 25. Nhiều hàng để khô lắm. Đây cái hàng với cái dây của một người Hàn Quốc này, cao tầm 30, bán 320. Cái này 350, cao hơn 30. Cái này là gì nhỉ? Sáng mai bình, cũng gọi là thu hút tài lộc đấy. Thì lần sau em sẽ lên cho mọi người một ít ông bình vôi mọi người nhé. Nói chung là nhiều ở cái điểm đang bán lúc này là cái Mancuban này là cần buồn thuê gió trước là mặt chép hay sao nhỉ? Cao 30, 350. 32, 32. Cái này 350, cái này của bạn làm hơi khó. Đến sẵn sau sẽ quay cho mọi người ít mẫu bình vôi mọi người nhé, gọi là ông bình vôi đấy. Sau nói chung là mọi người nên nhà ai cũng nên mua một cái bình vôi, nó cũng mang nhiều ý nghĩa lắm. Ngày xưa thì kiểu như là nhà ai cũng có một cái bình vôi, ông bình vôi sau đó là một sự tích rất là hay. Bây giờ em sẽ kể cho mọi người nghe. Cái hộp chè này, ngày xưa có những cái đĩa trong một cửa vẽ tay đấy. À
ai mà kiểu như thích bày hàng để cô gửi qua nhà em chọn rẻ mấy chục mấy trăm mang 2-3 triệu bây giờ được một đống đồ về bày nghịch để dùng. Có lẽ là lần cuối em quay cái kho này này dành clip đặc biệt quay cho ông anh thôi. Ông anh lấy gì thì chụp lại xong rồi đánh dấu cho em nhé. Ngày xưa gọi cái tượng Phật này, đầu Phật này thì bằng xi măng quét vôi nặng phết đấy, hàng này cũng mấy chục năm nhưng mà nó là xi măng thì cũng chả có giá trị gì cả. Mang ý nghĩa mang về không phải là, nói chung là những cái đồ mà cứ liên quan đến Phật hoặc là như là ông Bình Vui chẳng hạn ấy mà em vừa bảo ấy, những cái thứ ý mà không dùng nữa thì mình phải mang như ông Bình Vui ấy, thì cái Bình Vui ấy mà mình không dùng nữa là không được vứt đi đâu mọi người nhá, phải mang ra để ngày xưa các cụ là hay để gốc cây đa cái đề ra ngoài còn cắm hương cơ, không nên vứt đi nhá, cả tượng Phật cũng thế, dùng cũ kỹ đâu thì nên cất đi bảo quản, không nên vứt đi, không tốt đâu. Cái bình men dạng to vẽ này, cái này thì bán 650, bụng nó phải rơi vào hơn gần 100 đấy, chín mấy, cao 45-40 sao. Quay cho mọi người qua qua ít hàng. Ngày xưa bắt chàng làm đề cu này trông hay phết. Cái này là những cái bình rượu vẽ tay giả Nhật này, ngày xưa Nhật đặt đây, men ngọc mấy chục một cái, mọi người mua em bán mấy chục, 60-70 một cái, lành tít mọi người nhé. Ngày xưa ngày xưa lúc mới làm bán giá cao 400.000 gì đấy, bán cho khách du lịch 400.000 khiếp. Đục nến, cái này giả chú đậu này, hộp này như gọi là hộp phấn ấy. Bát đây, bát của ngày xưa đây, vẽ tay bát tô này, người là mắt cuốn mắt phở. Tất cả những cái hàng này là hàng ngày xưa gom mọi người nhé, 20-30 năm rồi. Ngày xưa những cái hàng này mà ở trong lò củi mà đun được cái ra cái men này không phải vừa đâu mọi người nhé, nghiên cứu bao nhiêu năm đấy, không phải là lò củi hay bị ám khói ám hơi nước ấy. Cho nên nó hay bị mọi người có biết là nó thỉnh thoảng bị ám đen đen, ví dụ như cái lọ trắng tinh này, ám đen một chỗ đấy kiểu như thế, nó ám hơi nước ấy, ám khói, lúc đun trong quá trình đun củi khói bốc lên mà ra được những cái hàng như này thì khó đấy mọi người. Ấm chén này, ấm chén này thì đồng giá là 300, tầm 300 đến 280 bộ, cũng hàng ngày xưa men gì nhờ, xanh của màu sen, xanh sen đây, có dạng thủy tinh. Lần cuối em quay kho này mọi người nhé, quay 2-3 lần rồi, lần trước thì cũng không nói chi tiết rõ giá thì là nhiều người hỏi lắm, còn nói giá đâu, nó cứ lộn xộn nhiều quá mọi người ạ.
Ấm rau nhóc toàn hàng lò củi ngày xưa ấy. Nhiều khi muốn phát triển kênh Facebook này đăng những em mặt hàng mới thì cho nhiều người theo dõi lắm, nhưng mà cứ lu bu công việc quá mọi người ạ. Chứ không hàng thì bao la bát hết luôn. Là tôi quay cho mọi người một vòng bát tràng có những cái hàng siêu độc. Khu kiến trúc bày những cái mặt hàng xưa bát tràng siêu độc. Cái này 320.000. Cái này 320.000. Làm đẹp. Rồi. Thanh lý, quay thanh lý nốt ít đĩa này. Đĩa này ai theo dõi em thì cũng biết lâu rồi em bán là 580 đến 650. Mày thanh lý lỗ hết cho mọi người nhá. Bán nốt hôm nay bán nốt tất cả. Đồng giá là 490.000 một cái. Thanh lý đồng giá hết. Hai cái đĩa sen kia thì là bán nốt 230.000. Từ kính 20 bé tay hết mọi người nhá. Các tích luôn này, nguyên tích. Cái thú này đang bán nốt 750 này. Cái này 850, đắp bát tiền. Thôi, chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo. Cái này đồng giá bán hết 490.000 một cái mọi người nhé. Chào mọi người ạ.